sách mỗi ngày một chút thôi cho ta 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống từ đời thường. Trong quyển sách này tác giả nói rằng tôi không hứa cho bạn một phép màu để chỉ một bước cuộc đời rẽ sang một trang khác huy hoàng. Tôi cũng không chắc cuốn sách này thực sự có ích nếu bạn chưa sẵn sàng. Quan trọng nhất là đón đọc nó như một món quà, mở lòng ra với sách như một người yêu. Tôi hứa bạn sẽ nhận được về từ nó rất nhiều bài học giá trị và những kiến thức tuyệt vời cho hành trình cuộc sống và kinh doanh. Wow, sao yêu quyển sách này quá, yêu tác giả ghê luôn. Trong đây cứ mỗi đề mục dày là một bài học, đâu đó hơn một trang và liên tục như vậy. Từ đề mục như vậy, tác giả hướng dẫn từng chút. Ví dụ câu chuyện lựa chọn nhỏ dẫn đến kết quả lớn. Sáng nay tôi cùng gia đình hai bạn học viên đi chợ hoa ở Phú Mỹ Hưng. Chợ hoa quanh hồ Bãi Nguyệt nhỏ nhỏ, tuy nhiên cách làm khá công phu. Nếu phải so sánh đường hoa Nguyễn Huệ thì tôi chọn ở Phú Mỹ Hưng vì cách đầu tư chăm chút hơn, tinh tế hơn và kinh phí tư nhân bỏ ra làm để phục vụ bà con như vậy đáng khích lệ. Nó cũng minh chứng cho ta thấy tại sao mới cách đây 20 năm trước nơi đây là một vũng sình đầy dừa nước mà bây giờ trở thành đô thị bậc nhất Sài Gòn này. Bài học ở đây là gì? Mỗi một hành động là hình ảnh cho bức tranh lớn. Những giây phút trôi qua là bạn đang tạo ra một hành trình cho cuộc đời mình. Mỗi một việc làm hôm nay đang từng bước khắc họa nên con người bạn mà bạn muốn hướng đến, với những ngày tháng qua đi tạo ra tương lai cho cuộc đời bạn. Suy nghĩ bạn đang có, những người bạn đang chơi, những quyển sách bạn đang đọc, những hành động bạn đang làm, những thức ăn bạn đang ăn, những cái ly nước bạn đang uống, những không khí bạn đang hít thở, những lời bạn đang nói, tất cả nó đang định hình nên số phận của bạn. Wow, quá hay. Ok,